Giải quần vợt VTF Master 500 vừa qua là sự kiện quần vợt tầm cỡ quốc gia đầu tiên được tổ chức tại Kon Tum và đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân địa phương. Điều đó cho thấy sức hút của môn thể thao này ngày càng lớn mạnh trên khắp cả nước. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ, tỉnh Bắc Ninh, địa điểm đăng cai môn quần vợt SEA Games 31 đã phải lên kế hoạch làm sao để đón một số lượng lớn khán giả tới theo dõi trong những ngày sắp tới. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin thể thao 24/7 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quần vợt chính là một trong những môn thể thao nhận được sự quan tâm rất lớn tại SEA Games 31. Ở một tổ hợp thi đấu hiện đại, các tay vợt hàng đầu Việt Nam sẽ tranh tài với những đối thủ rất mạnh của Philippines, Thái Lan và Indonesia. Theo dự đoán của giới chuyên môn, sẽ có nhiều cuộc tranh tài kịch tính ở môn quần vợt tại SEA Games sắp tới. Trình độ của các tay vợt và sự hấp của người hâm mộ hứa hẹn về một số lượng khán giả lớn tới cổ vũ cho các trận đấu. Những cái hoạt động đều thể dục thể thao Đông Nam Á tại cái tỉnh Bắc Ninh nó tạo nên một cái không khí phấn chấn, hô hởi, nô nức và tất cả từ lãnh đạo chính quyền đến nhân dân địa phương đều có một cái quyết tâm và cái phấn chấn mong đợi trong cái kỳ SEA Games này. Ở kỳ SEA Games gần nhất, quần vợt Việt Nam đã giành được tới 6 tấm huy chương, trong đó có tấm huy chương vàng của tay vợt Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam. Tại SEA Games 31, môn quần vợt được tổ chức thi đấu ở cụm sân quần vợt Hanangka Bắc Ninh. Và lúc này, mọi thứ đã sẵn sàng chờ ngày khai cuộc.